Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sau khi giả mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai của hắn. Tập 24. Sao thế? Sao cứ ngây ra vậy? Tôi đang nghĩ tới những chuyện mà anh vừa nói. Hôm nay anh nói đúng là hơi nhiều. Có phải làm phiền đến em rồi không? Không, không. Chỗ đó có một tiệm hoa mới nở. Anh có muốn cùng tôi đi tới xem sao không? Được. Leng keng. Chào mừng ghé thăm. Hai bạn muốn mua hoa gì? Chúng tôi xem trước đã. Hôm nay hoa hồng được giảm giá. Nếu hai bạn muốn mua hoa cho người yêu của nhau thì có thể cân nhắc một chút. Người yêu của nhau? Làm sao? Chúng tôi trông không xứng đôi à? Hả? Nhưng hai bạn đều là alpha mà. Sao cậu biết được? Rõ ràng chúng tôi đã giấu mùi tin tức tố đi rồi mà. Vẻ ngoài của hai bạn rất xuất chúng. Còn có, vì tôi là Omega nên cảm nhận được. Dù là Omega và Alpha theo bản năng sẽ thu hút lẫn nhau. Đi nào. Hả? Xin lỗi nhé. Mùi nước hoa trong tiệm nồng quá nên anh thấy có hơi khó chịu. Là vậy à? Đi thôi, không còn sớm nữa rồi, nên về thôi. Ừ. Anh đợi tôi một lát. Tôi đánh rơi đồ ở tiệm hoa, phải quay lại lấy. Cái gì? Cậu ấy thì làm gì có gì rơi ở tiệm hoa? Cậu ấy đang nói dối. Tại sao cậu ấy muốn quay lại tiệm hoa? Lúc nãy ở tiệm hoa, có phải cậu ấy cười với Omega kia không? Cậu ấy quay lại để tìm Omega kia à? Cậu ấy định rời đi. Dựa vào đâu? Mà chỉ cần là Omega thì có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của cậu ấy, mà mình lại phải dùng trăm phương ngàn kế như này. Không công bằng. Quá không công bằng. Mình không nên mềm lòng. Không nên thấy cậu ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà dẫn cậu ấy ra ngoài. Thất sách rồi. Muốn để chim non ngoan ngoãn ở lại trong lòng, có thể không cắt đứt đôi cánh của nó, nhưng nhất định phải cắt bớt lông. Đau nhưng cũng không sao cả. Mình có thể chăm sóc cậu ấy. Alo, lần trước anh nói chật chân cần phải nằm giường bao lâu? Cộc cộc. Có việc, cúp máy đây. Em đánh rơi gì ở tiệm hoa? Tặng anh. Tại sao? Cảm thấy anh sẽ thích. Chẳng lẽ không thích à? Anh thích. Vậy thì tốt rồi. Kỷ Thương Hải, tôi có lời muốn nói với anh. Thực ra tôi không mất trí nhớ. Lúc trước là do tôi giả vờ đấy. Tôi đã lừa anh. Bây giờ cậu ấy nói rõ mọi chuyện là vì chuẩn bị rời đi sao? Vậy nên... Hả? Anh không giận à? Tôi đã lừa anh đấy. Nếu em nói đến chuyện em giả vờ mất trí nhớ thì anh sẽ không giận. Mình đã lừa cậu ta lâu như vậy mà không giận á? Đây là não yêu đương kiểu gì vậy? Thế nên bây giờ em định làm gì? Muốn rời đi sao? Tôi muốn về phòng trọ thu dọn đồ đạc. Sắp hết hạn thuê nhà rồi, không thể gây phiền phức cho chủ nhà được nữa. Sau đó, bởi vì anh đã trả tiền giúp tôi nên chủ nợ bây giờ của tôi là anh.
Thế nên tôi muốn, chỉ cần anh không ghét bỏ tôi muốn ở chung với anh. Em muốn sống chung với anh. Đúng thế, chủ nợ phải biết con nợ ở đâu mới yên tâm chứ, có phải không? Nhưng anh yên tâm, tiền điện nước và tiền nhà tôi sẽ nhớ để tính gộp vào luôn, đợi sau này sẽ trả anh. Anh Trong thiếu tiền lắm à? Cái gì ra cái đó. Bây giờ chân của tôi cũng khỏi rồi, có thể ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Vân Phạm, đừng đi làm thuê nữa. Làm những chuyện mà em thực sự muốn đi.